Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục sang cái tổ ong này vô trong cái hùng cây nữa. Đây, cái cửa nó đây. Cái tổ này là mình mua lại của mấy anh em đi rừng bắt được. Giờ mình cho vô cái hùng gỗ nhà mình để mình tiện theo dõi. Cái ống này bự lắm. Cái này nó bự cỡ như cái lon sữa 1 ký vậy đó. Rồi, bây giờ mình tiến hành tách nó ra cho vô hùng nha. Rồi, bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nha. Đây, mời không? Wow. Đấy. Đây. Đây, mặt nè. Mặt đây. Này trứng. Mặt đây. Còn mặt này quá trời luôn. Mặt này khoảng nửa lít nha các bạn. Giờ mình tiến hành vô hùng nha. Một mình vừa làm vừa lấy vừa quay cho nên nó cũng hơi bất tiện, các bạn xem thông cảm nha. Cái này mặt nhiều nên mình lấy mặt luôn, mình vừa sang hùng vừa lấy mặt luôn. Mặt đây. Mặt này rất là chất lượng nha. Nãy giờ mình sang vô hùng cũng xong rồi. Đây, đó, sang hùng này. Giờ còn gốc mặt này, giờ mình lấy mặt này với được mớ trong thao hồi nãy. Nửa bên đây. Cái này là khoảng gần nửa lít. Vậy là mình được một tổ rồi đó. Thôi, chào các bạn nha.